Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với cái channel của kênh Kiếm Tiền Mobile. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền từ app Mofin. Nhưng mà kiếm tiền này rất là đặc biệt, chúng mình sẽ auto thêm tool cho các bạn nhé. Auto click và hướng dẫn các bạn kiếm tiền từ app Mofin cho ai chưa biết và tool. Rồi ok, đầu tiên mình sẽ mở app Mofin lên, giới thiệu qua cho mọi người, hướng dẫn cách cho mọi người cách những người đầu tiên cách đăng nhập, đăng ký nha. Đầu tiên mọi người mở Mofin lên như này, nó sẽ có hiện giao diện như này. Chúng ta phải cấp quyền cho nó là hiển thị cho các ứng dụng khác thì ok. Mình sẽ x ra. Rồi, nó sẽ lên một giao diện như này. Bạn ấn vào phần tài khoản. Bạn ấn đăng nhập cho mình. Đăng nhập bằng Facebook. Bắt buộc các bạn phải dùng Facebook nhé. Mà chắc chắn những người mình giới thiệu là toàn là Facebook thôi. Sau khi mình đăng nhập thì nó sẽ mình sẽ có sẵn tài khoản rồi nhá. Nếu mà các bạn đăng nhập ấy, đăng nhập bằng Facebook xong nó hiện bằng cái mã là mã đây nó sẽ phần thư viện này, đây nó sẽ có một hình như là cái mã Mofin này phải không? Mọi người nhập cho mình cái mã mình để trên màn hình điện thoại nhá. Đó thì xong để mình sẽ nhập cái mã ở chỗ Mofin này, mọi người nhập cái mã của mình để trên ngoài khoản ấy thì bạn sẽ nhận được 2.000 đồng, và các bạn nhập thì ủng hộ mình luôn nhá, làm như là các bạn hãy ủng hộ mình nhập mã của mình. Đó mình sẽ quay lại Mofin này. Đó, sau khi bạn đăng nhập xong thì các bạn sẽ nhận được 2.000 đồng. Đây này, đó. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn nào mà iOS mà không có cái tool auto. Đó là phần bản tin này này. Mọi người chọn một cái phần bản tin nào đó, chọn là phần riêng này đi. Đó, đơn giản thôi, mọi người chạm một bài báo. Mọi người lướt, lướt nhẹ này. Lướt nhẹ này, mọi người cứ lướt đi. Đó, mọi người cứ lướt đi. Xong lướt xuống phần comment này nữa. Xong nếu mà các bạn đấy được cộng 0.2 Mofi rồi. Đó. Sau các bạn bình luận cho mình. Bài viết này rất bổ ích. Bài báo rất bổ ích. Rồi. Không ích ra được nữa ạ. Đậu phộng. Rồi mọi người ấn đăng. Đó, mọi người ấn bình luận cho mình. Thì mọi người sẽ nhận thêm một phi nhá. Mỗi bình luận hình như mình nghĩ là nhận được kinh nghiệm để mọi người thăng cấp. Đó, đọc báo kiếm tiền. Chúng ta cứ việc lướt thế và chúng ta nhận được đồng một phi cho bạn các bạn nào bạn mới chơi nhá. Ở cái phần nhiệm vụ này. Đó. Thì mỗi ngày bạn đọc 20 bài báo thì các bạn sẽ nhận được 8 Mofi. À không phải 8 Mofi. Và đây, nhiệm vụ hot 30 đừng bỏ lỡ đây, 30 Mofi đây. Thì những cái này thì mình sẽ làm sau nhá. Đây, mình subscribe có cả những nhiệm vụ mới đây. Đó. Và mình sẽ qua luôn. À mà mình sẽ nó qua cho các bạn phần đổi thẻ nhá. Đây. Phần đổi quà đâu ta? Đó, đây ở phần cửa hàng này. Chúng ta đổi những cái đồng Mofi này, 50.000 chúng ta đổi cái này đổi từ cái đồng Mofi này sang tiền Việt Nam đồng nhá. Đó, các bạn ấn vào phần đổi Mofi để đổi sang Việt Nam đồng. Và các bạn ấn phần cửa hàng để đoán đổi thẻ và mình sẽ vào mình chính luôn là cái việc để auto được thì các bạn lên Google vào đây, có cho mình cụm từ là tự động click. Nó sẽ ra ngay ứng dụng là tự động click, cái trang tự động bấm, các bạn click vào và mở ứng dụng này lên. Sau khi mở lên thì các bạn cho mình vào OK. Các bạn kéo xuống nhé, tìm đến cho mình cái dòng là tự động click và click vào đó. Cấp quyền cho nó và OK. Sau đó các bạn quay trở lại trên màn hình của các bạn. Ở phần này nha, các bạn click cho mình vào nút cài đặt. Ở phần cài đặt này thì các bạn sửa cho mình như sau. Các bạn gõ cho mình ở đây là khoảng là 2 giây. Và cái bên dưới này các bạn sửa cho mình là khoảng là 3.000 mili giây. Và sau khi xong rồi các bạn quay trở lại trên cái phần bài báo tu này, nó sẽ tự lưu. Rất cảm ơn các bạn ạ. Rất cảm ơn với cái quảng cáo này luôn các bạn ạ. Rồi ok, tắt cả quảng cáo đi. Sau đó là mình sẽ click vào cái phần là cài đặt chung này. Ở đây nhá, các bạn kéo cho mình. Kéo cho mình bình thường là cái phần này nó ở giữa này đúng không? Các bạn kéo cho mình nhỏ này. Cái phần bên dưới cũng vậy, kéo cho mình càng nhỏ càng tốt. Ấn quay trở lại và ấn vào phần bật này. Đấy. Và mình nói nhiều quá, vừa mình chỉnh sửa video rất là nhiều nên là nó hơi bị líu lưỡi, các bạn thông cảm cho mình nhá. Rồi quay trở lại với ứng dụng Mofin này.
ra ngoài trang chủ này, và các bạn có thể chọn cho mình những cái bài những cái trang báo ở đây, ví dụ Zing này, kênh 14 này, Zing One này, Genka này, mình sẽ chọn những cái phần này bởi vì nó có rất là nhiều cái xinh. Mình sẽ click vào Zing One chẳng hạn. Rồi ok, mình sẽ kéo này. Vãi chưởng các bạn, vãi chưởng luôn. Các bạn biết cái xinh như thế nào đấy. Kéo kiểu kiểu gì ạ? Ok, các bạn kéo cho mình cho nó mất cái lô tô đi nhá. Kéo cho mình cho nó mất cái lô tô bên trên đi. Và đến cái phần mà nó có nhiều những cái này này, mình sẽ chọn những cái bài báo khác nhá. Vừa có con kia là A7 quá các bạn. Chọn cái phần khác đi. Đấy, mình sẽ để như này. Cho nó mất cái phần lô tô đi nhá. Đấy, bá tân luôn. Và bây giờ nhá, mình sẽ ấn vào cái giữa vào cái dấu cộng này. Ấn giữa vào cái dấu cộng để cho mình cái đuôi. Đợi xíu là nó bị chạy một tí. Có nhiều cái gì. Rồi ok, mình sẽ kéo cái đuôi lên trên đầu như này. Đầu bài báo đầu tiên. Và cái số 1 này mình sẽ để vào giữa cái bài báo thứ 2. Sau đó mình sẽ ấn vào cái số 1 này. Và sửa là khoảng 1 giây. Và bên dưới là khoảng 500 ms. Ấn vào số 2 và để cho mình. Các bạn thấy cái gì chưa? Máy của mình nó hơi lag nên là cứ giữ vào cái phần số 2 là cái bài báo nó di chuyển. Nó cứ phải có cái phần lô tô này rất là ghét. Đấy, không thể nào chỉnh sửa được. Khó lắm các bạn. Các bạn thông cảm cho cái phần này của mình. Để cho mình giữ vào cái phần số 2 nhá, để vào cái phần này. Để cái phần bài báo đầu tiên này. Đấy, sửa cho mình là khoảng tầm 2 giây ở đúng không? Bây giờ nhá, mình sẽ ấn giữ cái dấu cộng này và để cho mình 6 dòng như này. Và mình sẽ test thử cái dòng đầu tiên nhá. Để cho mình tiếp trên cục này và cái số mình sẽ để vào phần bên dưới như này. Để cho mình 6 dòng như này nhá. Và dòng thứ 7 ý, các bạn để cho mình ngược lại nhá. Ấn giữ cho mình dấu cộng này. Cái số thì các bạn để ở trên này và cái đuôi các bạn để bên dưới, nhưng mà nó gắn thôi, nó không phải dài đâu, còn một lửa cái hai cái dòng này thôi, 6 dòng thôi. Và các bạn sửa cho mình cái số 9 như sau. Các bạn để cho mình là khoảng 2 giây cũng được, và bên dưới là các bạn để cho mình là khoảng 2 ms. Và ok. Rồi, sau khi như này rồi nhá, thì các bạn ấn cho mình tạm vào một bài báo. Ấn cho mình tạm vào một bài báo nhá. Các bạn nhìn thấy cái nút này ở bên trên này đúng, nó như này đúng không? Các bạn ấn chữ cho mình, ấn cho mình nhá, vào cái phần số 10 này và để cho mình vào đây. Để sao chả rồi sửa cho mình cái số 10 này thành khoảng là 100 thôi, 100 ms. Ok, và bây giờ mình sẽ ấn quay ra ngoài trang chủ và mình sẽ tiến hành ấn vào nút tam giác để auto. Nếu có quảng cáo như này bài báo đầu tiên chắc chắn có quảng cáo, mình sẽ tắt đi, ấn vào nút tam ấn vào cái nút và quay rồi cạnh tắt đi, chắc chắn bài báo đầu tiên sẽ có quảng cáo, những bài báo tiếp theo sẽ không có đâu. Nào, tiến hành ra ngoài trang chủ auto lại nha. Đấy, bởi vì hôm nay mình đọc rất là nhiều bài báo rồi, thế nên là nó không còn nhận Bofi nữa. Mình đọc tổng khoảng mấy trăm bài báo rồi. Hôm nay mình auto mình test mình đọc mấy trăm bài báo rồi. Thì các bạn thông cảm cho mình ra, nó không nhận được Bofi nữa. Và hiện tại ứng dụng nó đang fix một số lỗi liên quan đến đó, đổi thẻ với cả Bofi. Nên các bạn hãy chờ đợi cho cái khoảng thời gian này, các bạn test thử xem là auto xem có được không đã. Các bạn auto này mình hứa với các bạn là tỷ lệ thành công rất là cao. Đó, nó sẽ tự kéo lên và quay trong ngoài trang chủ này. Đấy, nói chung là auto nó như thế này nhá. Nếu các bạn thấy video này hay ấy, đừng quên để lại cho mình một subscribe. Và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lưu cái phần này lại nhá. Các bạn cho mình vào cái phần tắt đi, tắt cái phần auto này đi một tí. Sau đó là các bạn cho mình vào nút đánh răng cưa này, sửa cho mình là config không cũng được, nút để nguyên cho mình là config không, và ấn cho mình vào nút lưu. Và sau này các bạn muốn bật lại, các bạn tắt đi này, tắt cái phần auto này đi. Sau này các bạn muốn bật lại đúng không? Các bạn quay trở lại đây và cho mình vào phần quản lý cấu hình và ấn cho mình vào cái nút này. Nó sẽ tự động hiện lên, các bạn không cần phải làm lại nữa. Chúc các bạn vui vẻ nha.